là cửa ngõ giao thương với thành phố Hồ Chí Minh. Những năm qua, Bình Dương có tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội và thu hút đầu tư thuộc nhóm đầu cả nước. Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và hạ tầng giao thông phát triển rất mạnh, đã tạo động lực giúp cho thị trường bất động sản cất cánh. Trong những năm trở lại đây, giá bất động sản Bình Dương đã tăng từ 50 đến 100%. Riêng những khu vực trung tâm như Dĩ An, Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một mức tăng lên đến gấp đôi, gấp ba, khiến nhiều người, nhất là những nhà đầu tư ít vốn, khó có cơ hội tiếp cận. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư bắt đầu di chuyển sang các đô thị tiềm năng ở rìa trung tâm để tìm kiếm cơ hội. Trong đó, Bầu Bàng nổi lên như một điểm sáng, thu hút quan tâm của đông đảo giới đầu tư kinh doanh bất động sản nhờ vị trí chiến lược, hạ tầng công nghiệp phát triển nhanh và mức đầu tư thấp. Bầu Bàng ở phía bắc tỉnh Bình Dương và là khu vực có giao thông kết nối tốt với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Nguyên. Bên cạnh quốc lộ 13, Bầu Bàng đầu tư thêm hàng loạt công trình giao thông trọng điểm như nối dài đại lộ Mỹ Phước Tân Vàng lên Bầu Bàng, đường tạo lực Bầu Bàng Tân Uyên Phú Giáo, cao tốc Đức Hòa Chân Thành, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Lộc Ninh, tuyến metro thành phố mới Bình Dương Mỹ Phước Bầu Bàng Long Nguyên. Những công trình này không chỉ giúp gia tăng tính kết nối giữa Bầu Bàng với các khu vực lân cận mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho Bầu Bàng. Một lợi thế khác của Bầu Bàng là tập trung nhiều khu công nghiệp lớn đang hoạt động nhộn nhịp và thu hút vốn đầu tư FDI ở mức cao. Nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước như Kumho Asiana, Cologne Industry liên tục rót vốn đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh tại đây. Bên cạnh đó, mỗi năm Bầu Bàng còn đón nhận lượng lớn lao động nhập cư đến sinh sống và làm việc. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho thị trường bất động sản Bầu Bàng phát triển. Theo kế hoạch phát triển, tỉnh Bình Dương sẽ phát triển cảng ICD tại khu công nghiệp Bầu Bàng với diện tích lên đến 20 hectare, với mục tiêu đưa Bầu Bàng trở thành trung tâm trung chuyển, cung ứng dịch vụ logistics của khu vực cửa ngõ phía Bắc cùng Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trước khi vận chuyển hàng hóa đến thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, sân bay quốc tế Long Thành, Bà Rịa Vũng Tàu. Như vậy, có thể nhận thấy sự phát triển của Bầu Bàng rất giống Dĩ An cách đây những năm về trước. Với tốc độ phát triển hạ tầng công nghiệp nhanh như hiện nay, rất có khả năng Bầu Bàng trở thành Dĩ An thứ hai của Bình Dương. Trước những lợi thế hiện hữu và tiềm năng phát triển to lớn, Bầu Bàng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của giới đầu tư kinh doanh bất động sản. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thích thì hãy like, share và subscribe để thông tin được lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.